Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến video mới tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ đi gấp iPhone nha các bạn. Các bạn thấy không? Tất cả toàn iPhone này. Đây. Các bạn thấy không? iPhone này, iPhone X này, iPhone X Max này. Đằng phía dưới là tai nghe nha các bạn. Và đây. Đây. Đấy, mình đã thấy 4 chiếc iPhone. Đây là iPhone 4 nha các bạn. iPhone 4 nha các bạn. Còn trên này đây là chỉ hộp thôi. Hộp người ta chỉ bỏ để như thế này để cho thấy nó đẹp thôi. Không, đấy không phải là iPhone nha các bạn. Nó chỉ là gấp tai nghe thôi. Bây giờ mình sẽ gấp nha các bạn. Mình sẽ gấp 10 đồng đầu tiên. Cái này không chín được. Cái này cứng tay lắm. What? Nó thích cái này với cái kia. Đây là 10 đồng thứ hai nha các bạn. Thấy nó góp ra rồi mà nó thích ghê quá. Ui, góp chờ. Cái này, cái mắc này khó gấp. Cũng khó gấp đây các bạn. Nó khó ăn lắm, không dễ ăn luôn. Mình sẽ gấp 10 đồng tiếp theo các bạn. Cố gấp cháy luôn. Cháy luôn. Ui, chặt rồi. Ui, gần ra rồi. Còn 4 đồng nữa các bạn. Mình sẽ gấp thêm 10 đồng nữa. Gấp. Chặt rồi. Mình sẽ gấp thôi á. Gấp thêm 10 đồng nữa. La rồi này. Ủa sao cái này nó dán thế nhỉ? Cái kia nó... Khó gấp thế. Còn 2 đồng thôi. Chào luôn. Còn đúng thêm 10 đồng cuối cùng. Mình sẽ cố gắng góp được. Thế các bạn, 10 đồng cuối cùng. Kéo quá. Ui, khó quá các bạn ạ. Khó gấp lắm, mình sẽ thử gấp tai nghe bluetooth, tai nghe iPhone nha các bạn. Mình sẽ gấp tai nghe 2 lần nha các bạn. Cái này cũng khó này. Nó bấm máy chiếc búa này, nó mắc. Đồng cũng được nhé. Nếu mà 10 đồng này nếu không gấp được rồi, thì mình sẽ thật khó khăn nha các bạn. Khó gấp quá. Khó lắm các bạn. Cái này không dễ đâu. Nó không đơn giản đâu. Cái 4 cái iPhone này này mình thấy lâu lắm rồi mà không gấp được, không ai gấp được hết. Chắc khó ăn lắm. Bạn này đã gấp được 1 chiếc đồng hồ. Nhìn đẹp luôn. Chiếc đồng hồ này rất đẹp. 150 đồng mới gấp được cái đồng hồ. Đây là cái 950. 559. Chết rồi, không được rồi. Thấy cũng rất đẹp. Các bạn thấy này, có một con gấu nó đang treo đây này. Chắc có là mình sẽ dùng thử 10 khoai thử nảy con gấu này xuống xem nó có rơi không nha các bạn. Các bạn cùng xem nhá. Rơi. Đây là
bạn. Mình đã có được đẩy được con đứa này chưa? Rất dễ thương nha các bạn. Em xong rồi gấp gấu em. Mình gấp được cái này cơ mà. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì? Đây là con mong con gấu đây. Con mong em trẻ. Mình xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Hôm sau mình sẽ gấp nhiều đồ chơi, rồi iPhone, rồi gấp gấu, các kiểu nha các bạn. Nếu các bạn muốn thích gấp gì thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha các bạn. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh YouTube mình nhé. Tạm biệt các bạn. Bye bye.